đi mỏi chân không hết trang trải 2,3 tỷ của Quang Linh, lôi con hào hứng dẫn đường, trân trọng cuộc sống thiếu thốn nơi này. Rất là đẹp cả nhà. Đây. Cả nhà nhìn đó, không gian bao la bát ngát. Ở đây là gọi là một cái trang trại của Quang Linh đầu tư rất rất là lớn. Sau khi thực hiện xong các hoạt động từ thiện ở châu Phi, Đức Nhân đã được team Quang Linh Vlogs dẫn đi trải nghiệm những điều thú vị ở Angola. Trong đó không thể không kể tới trang trại 2,3 tỷ đồng của Quang Linh. Cô nàng từng đăng tải video ghé thăm và thu hoạch nông sản ở trang trại của Quang Linh trên trang YouTube cá nhân, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chuyến ghé thăm trang trại của Đức Nhân được Tiến Nguyễn, một thành viên trong team châu Phi và lôi con dẫn đường. Cô nàng dự định thu hoạch một số nông sản ở trang trại để về nấu lẩu cho cả team Quang Linh thưởng thức. Ngay sau khi vừa đặt chân tới trang trại, nữ YouTuber đã vô cùng phấn khích bởi nó quá rộng lớn. Cô nàng chia sẻ: "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi Nhân bước chân tới đây, nhưng được nhìn cái trang trại của anh Quang Linh thì mới thấy nó hùng vĩ thế nào. Nhưng gọi là hùng vĩ bởi khi tới đây thì nó rộng bao la, rộng bát ngát. Nó rộng phải gọi là không biết điểm đích của nó ở đâu, bởi vì anh Linh vẫn đang đào đất sàn ra tiếp." Sau đó Đức Nhân lần lượt đi thu hoạch các nông sản của trang trại. Cô nàng vô cùng thích thú khi nhìn thấy những chiếc bắp cải siêu to khổng lồ, cây nào cây nấy đều rất chắc tay. Nữ YouTuber cũng tiết lộ bản thân cũng từng đi thu hoạch bắp cải của nhà Quỳnh Trần GB nhưng không lớn tới mức như vậy. Tiếp đến, Đức Nhân cùng lôi con thu hoạch hành lá, hai cô cháu luôn quấn quýt không rời. Đi bên cạnh nữ YouTuber, cậu nhóc nở nụ cười giòn tan khiến khán giả vô cùng thích thú. Sau khi nhổ hành lá xong, cô tiếp tục hái lá chanh, đồng thời quay cận cảnh trang trại rộng lớn của Quang Linh. Dưới ống kính của nữ YouTuber có thể thấy tất cả các nông sản đều phát triển rất tươi tốt, nhiều loại rau củ đã có thể thu hoạch. Ngoài các loại nông sản, Quang Linh cũng gấp rút hoàn thiện các chuồng trại chăn nuôi, trong đó có một khu để bắt đầu nuôi hơn 100 con dê. Đức Nhân cùng với Tiến Nguyễn trực tiếp lấy cỏ cho dê ăn. Sau khi thu hoạch xong, Đức Nhân cùng với lôi con rửa bớt phần đất cát trên các loại rau ở mương. Lúc này cũng là lúc mặt trời lặn, khiến khung cảnh trang trại vô cùng bình yên, thơ mộng. Trong khoảng khắc này, cô bày tỏ dù mới sang châu Phi một thời gian ngắn, nhưng cô cảm giác được sống chậm lại, giống như quay về chốn xưa cũ của hơn chục năm về trước. Lúc này mọi vướng bận về tiền bạc, cuộc sống dường như đều bị xóa nhòa, tất cả chỉ còn là sự bình yên, mộc mạc chân phương. Đức Nhân cho rằng bản thân đến châu Phi là không phải lo gì đến tiền bạc cả. Buổi sáng có gì ăn nấy, các bữa ăn trong ngày sẽ ra nông trại thu hoạch về nấu. Có thể thấy hành trình thiện nguyện của Đức Nhân ở châu Phi đã để lại trong cô rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Sau thời gian đầu bị chỉ trích là kéo fan Quang Linh, nữ YouTuber cũng đã bình tĩnh đáp trả những lời gièm pha cũng như chứng minh bằng các hành động thiết thực. Cô nàng tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở châu Phi bên cạnh sự hỗ trợ của team Quang Linh Vlogs. Anh chồng Teru không đồng hành cùng. Lần này nữ YouTuber một mình đem theo 3 kiện hành lý, vượt qua mười mấy tiếng trên máy bay để đến tới nơi mà cô muốn được chia sẻ nụ cười. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Đức Nhân đăng tải một dòng trạng thái mới nêu lý do mình chọn châu Phi là điểm đến tiếp theo để thực hiện các hoạt động từ thiện. Người đẹp cho biết: "Những nơi tôi đi qua còn khó khăn hơn nơi tôi sinh ra gấp 100 lần, từ bữa ăn đến con đường đến cả những cơ hội. Thay vì chọn nơi phồn hoa, tôi chọn nơi nghèo nhất để đi." Khán giả cho rằng đây chính là câu trả lời của Đức Nhân về việc dân mạng đồn rằng nữ YouTuber cố tình kéo fan từ thiện ở châu Phi và dựa hơi team Quang Linh. Thậm chí có người còn chỉ trích cô rằng Việt Nam còn có hoàn cảnh khó như vậy mà lại đi nơi khác để giúp. Tuy nhiên, ước mơ đến châu Phi làm từ thiện đã được cô gái này ấp ủ từ rất lâu. Thêm vào đó, hành trình cũng là Đức Nhân tự bỏ tiền túi ra chứ không phải kêu gọi từ thiện. Do vậy, người đẹp chẳng ngần ngại khẳng định rằng tâm em đặt ở đâu, chắc chắn trời sẽ thấu. Được biết, trước khi sang châu Phi, bản thân Quỳnh Trần Shibi cũng cùng chồng đến các tỉnh miền núi xa xôi ở Việt Nam để làm từ thiện. Đây cũng là dự định mà cô nàng mơ ước từ khi bản thân còn bữa đói bữa no, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Đức Nhân đã thực hiện xong các hoạt động thiện nguyện ở châu Phi và chính thức quay trở về Nhật Bản.